vào lúc 21 giờ 45 phút tối 25 tháng 9 theo giờ địa phương, tức sáng 26 tháng 9 giờ Hà Nội, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jose Mati Habana, thủ đô La Habana, bắt đầu các hoạt động thăm cấp nhà nước tới Cuba. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay có các ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba thường trực ban bí thư roberto morales ojeda bộ trưởng bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba alvaro lopez miera bộ trưởng bộ nội vụ lazaro alberto alvarez casa trưởng ban đối ngoại trung ương emilio lozada garcia và một số cán bộ của ban đối ngoại và bộ ngoại giao cuba cùng đại sứ việt nam tại cuba lê quang long cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Cuba. Là quốc gia đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam. Hơn 60 năm qua, quan hệ đoàn kết truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam Cuba là di sản quý báu được Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước hết sức coi trọng. Tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh, lãnh đạo Cuba luôn khẳng định Việt Nam là đồng minh chiến lược đối tác quốc tế tin cậy nhất. Đến nay, quan hệ giữa hai đảng đi vào chiều sâu, giữ vai trò nền tảng chính trị, định hướng phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai bên cũng thường xuyên duy trì các hoạt động tiếp xúc song phương và trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao. Vừa qua, Cuba đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm và cử chủ tịch quốc hội Esteban Lazo Hernandez sang viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hai bên cũng triển khai hiệu quả các cơ chế ủy ban hợp tác liên chính phủ đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng quốc phòng tham khảo chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao lãnh đạo hai nước nhất trí kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp quyết tâm được quan hệ đặc biệt hai nước sang giai đoạn phát triển mới ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả trong đó tập trung nâng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư từng bước lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Tại Cuba, dự kiến Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiến hành hội đàm với bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba, Thủ tướng Cuba, chào Đại tướng Raúl Castro và tham gia các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.